Những ngày thế giới cảm nhận là khi cách ly xã hội vì đại dịch COVID-19. Ngoài những ảnh hưởng xấu do đại dịch COVID-19 gây ra, thì dường như là một số tia sáng đã đến đối với lại hành tinh mang lên trái đất. Và một trong những tia sáng ấy chính là sự hồi sinh của mẹ thiên nhiên. Điển hình như là dòng nước ở những con kênh đào nổi danh thế giới của thành phố Venice của nước Ý đã trở nên trong vắt, đem theo hàng ngàn đàn cá nhỏ tung tăng bơi lội. Mặc dù ngành du lịch bị ảnh hưởng nghiêm trọng, song với những hình ảnh mới này cho thấy những con kênh đào đang dần trở nên hồi sinh. Bên cạnh đó, loài rùa biển ở tiểu bang là Odisha của Ấn Độ đã tận dụng thời cơ con người đang ở nhà tránh dịch, độc chiếm bờ biển của Rusikila để nghỉ ngơi và đẻ trứng. Trước đó thì loài rùa biển này đã chịu nhiều ảnh hưởng do ô nhiễm môi trường và sự quấy nhiễu của loài người. Chính vì vậy, khi những video được quay lại cho thấy về thư thái yên bình trên bãi biển, khoảnh khắc này được nhận định thiên nhiên như được tái sinh một lần nữa. Theo báo cáo mới nhất từ Đại học Colorado Boulder của Mỹ, thì lỗ hổng tầng ozone phía trên của Nam Cực đang có dấu hiệu tự chữa lành sau những năm bị con người làm tổn hại nghiêm trọng. Không những thế mà những hình ảnh cho thấy mức độ ô nhiễm đã giảm mạnh tại các thành phố lớn ở châu Âu đã được Cơ quan Vũ trụ châu Âu, tức là ESA, công bố. Hình ảnh so sánh mức độ khí thải của NO2 trong không khí giữa thời điểm dịch của COVID-19 gia tăng và thời điểm một năm trước đó. Ngoài sự hồi sinh của thiên nhiên, đại dịch COVID-19 còn gắn kết mọi người và chữa lành tinh thần. Trong tình hình phải thực hiện các biện pháp cách ly và giãn cách xã hội, chúng ta có cơ hội gần gũi với người thân trong gia đình nhiều hơn. Có thời gian mỗi sớm cùng nhau ngồi lại để theo dõi tin tức với lại những tách cà phê, cùng nhau ăn một bữa cơm gia đình với đầy đủ các thành viên, những đứa con và quê nhà và được sau những năm lành việc vất vả. Học sinh, sinh viên học cách là tự giác trong việc học, cũng như là có thời gian để trau dồi các kỹ năng sống như là nấu cơm, làm bánh hay tự học chơi nhạc cụ, vẽ tranh, đọc sách, trồng cây. Tất cả những điều tích cực ấy cũng là một khía cạnh mà chúng ta nên nhìn nhận và học hỏi. Trong thời điểm này, cần hơn tất cả là những điều lạc quan để xoa dịu và làm động lực để con người cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh. Dịch COVID-19 đang là một nỗi lo ngại lớn đối với tất cả chúng ta khi phạm vi lây lan nhiễm và mức độ nghiêm trọng của nó ngày một gia tăng. Con số dương tính tới virus trên thế giới đã chạm mức báo động, gần 2,1 triệu người với hơn là 133.800 ca tử vong và hơn là 508.800. Vì thế, đối với tình hình hiện nay, giãn cách xã hội chính là biện pháp đúng đắn mà chính phủ các nước đã đưa ra, cần được người dân chấp hành và tuân thủ nghiêm ngặt.